Ngày 20 tháng 11 năm 1953, thực dân Pháp bắt đầu đổ quân xây dựng cụm cứ điểm Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, hàng ngàn tấm bản đồ bố phòng của quân Pháp đã được ta in ra và phát tận tay các đơn vị tham gia chiến dịch lịch sử này. Đằng sau thành công đó là một câu chuyện ly kỳ. Có thể nói, cho đến cuối tháng 11 năm 1953, Bộ Tổng Tham mưu Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn biết quá ít về địa hình vùng rừng núi này. Tấm bản đồ Điện Biên tỷ lệ 1 trên 100.000 khi ấy chỉ vẽ sơ lược dòng sông Nậm Rốm chạy theo hướng Bắc xuống Nam, phần còn lại vẫn để trắng hoàn toàn. Bổ sung cho tấm bản đồ này là bản sơ đồ bố phòng cứ điểm Điện Biên Phủ do một sĩ quan Pháp tại trại tù binh Âu Phi vẽ lại theo trí nhớ. Phó tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Hoàng Văn Thái đã ra chỉ thị cho tiểu đoàn quân báo 426 thuộc Bộ Tổng Tham mưu cố gắng làm binh yếu địa chí ngay và đánh dấu chính xác các vị trí bố phòng của địch. Đây là lần đầu tiên quân đội Việt Nam tác chiến hiệp đồng lớn, có đủ cả pháo binh và cao xạ, nên việc hoàn thiện bản đồ là yêu cầu cấp thiết để hoàn thành chiến dịch lịch sử này. Nhưng để có được bản đồ bố phòng của Pháp là rất khó khăn, bởi quân Pháp cũng rất bí mật trong các hoạt động thiết lập căn cứ. Cùng với đó, vào thời điểm bấy giờ, cơ sở, trang thiết bị của ta vẫn còn hạn chế. Giữa tháng 12 năm 1953, bằng những tin tức thu lượm được, phòng quân báo cho biết Bộ Tham mưu Pháp cũng rất lo lắng vì những tấm bản đồ cũ có nhiều sai sót sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc sử dụng hỏa lực không quân, đặc biệt là pháo binh. Quân Pháp đã tiến hành dùng máy bay để chụp ảnh và hệ thống lại bản đồ bố phòng Điện Biên Phủ. Ngày 24 tháng 12 năm 1953, một tổ trinh sát lại đột nhập vào khu trung tâm Mường Thanh để điều tra tình hình địch. Đến cứ điểm 203, bộ đội ta phát hiện một số đồ tiếp tế địch thả dù xuống, trong đó có một ống hình tròn bịt kín. Khi lấy được đồ, rút ra đến sông Nậm Rốm thì bị địch phát hiện. Đội trinh sát chống trả quyết liệt, một đồng chí anh dũng hy sinh. Sau khi trở về, đơn vị mở hộp ra thì thấy tập bản đồ tỷ lệ 1 trên 25.000 cùng nhiều tấm ảnh cỡ 24 x 30cm. Khi ghép lại, hiện ra 49 cứ điểm đóng quân của Pháp ở Điện Biên Phủ. Tấm bản đồ lập tức được chuyển về sở chỉ huy tiền phương thẩm định. Sau đó, xưởng sản xuất bản đồ thuộc Bộ Tổng Tham mưu tiến hành vẽ, in gấp và phát cho các đơn vị. Chính nhờ bảo bối này mà pháo binh của ta đã triển khai các trận địa một cách dễ dàng theo phương châm hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung mà Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã căn dặn. Có bản đồ, pháo của ta như có mắt, bắn chính xác vào các cứ điểm của Pháp, lập nên nhiều chiến công, góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.